Nắm trong tay ông Hoàng Phòng Net, PepsiCo mỗi năm thu về hàng chục nghìn tỷ đồng nhờ sở tinh. Góp mặt tại thị trường Việt Nam tròn 20 năm và dù không thấy quảng cáo quá nhiều trên TV hoặc mạng xã hội nhưng nhờ những quán net, nhờ những game thủ mà Sting đã từ từ đi lên để rồi trở thành ông hoàng của làng nước ngọt Việt Nam, một tay gánh kèo để giúp PepsiCo có tổng doanh thu 18.000 tỷ đồng, cao gấp đôi Coca-Cola, gấp đôi Tân Hiệp rồi Tân Hiệp Phát và gấp những 18 lần Red Bull nếu chỉ tính riêng trong năm 2019. Sting gắn liền với gần như mọi hoạt động của người dân Việt Nam hoặc ít nhất là với đàn ông con trai. Kiểu như trời nắng nóng đi đường khác, có sở tinh. Đá bóng xong thèm cái gì nhất? Chắc chắn rồi, thèm sở tinh. Tôi hóng gió ngồi không cũng buồn mồm nên lôi chai sở tinh ra bú. Và đặc biệt nhất là nếu như bạn coi tình bạn giữa Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà là bền chặt nhất Việt Nam thì bạn nhầm rồi. Cái danh xưng ấy phải thuộc về quán net và Sting thì muốn chuẩn không cần chỉnh. Mỗi ngày phải có hàng ngàn hàng vạn chai sở tinh được tiêu thụ tại quán net. Combo sở tinh đỏ mì tôm đã đi vào biết bao giai thoại, chưa tính các cổng trường học, các quán giải khát và không chỉ một mình Việt Nam, sở tinh còn làm có mặt ở rất nhiều quốc gia khác. Chân mệnh thiên tử đặt chân đến đâu làm vua ở đấy, tổng doanh thu toàn cầu của PepsiCo tính đến năm 2021 là 70 tỷ đô, tôi nghĩ chắc Sting cũng góp một phần không nhỏ trong này. Xin chúc mừng PepsiCo vì sở hữu trong mình thiên địch của tất cả các loại nước giải khát.